nhằm làm rõ hiện trạng an toàn hồ đập cũng như tình hình quản lý vận hành thủy điện trong bối cảnh biến đổi khí hậu ngày một phức tạp tại hà nội báo đại biểu nhân dân tổ chức tọa đàm giải pháp vận hành thủy điện thích ứng với biến đổi khí hậu với mong muốn các chuyên gia nhà quản lý các đại biểu quốc hội có những thông điệp về vận hành thủy điện một cách chặt chẽ phòng ngừa thích ứng với những thay đổi bất thường từ khí hậu để làm sao cho thủy điện vừa đảm bảo an ninh năng lượng nhưng vẫn an toàn cho người dân Tại buổi tọa đàm, đại diện Bộ Công Thương cho biết, hiện nay Việt Nam có 429 nhà máy thủy điện đang vận hành, chiếm tới hơn 37% sản lượng điện hàng năm. Đây là nguồn năng lượng quý, các chủ đầu tư đang chấp hành tốt quy trình vận hành đã được phê duyệt, bám rất sát các quy định nhằm phát huy tối đa hiệu quả quản lý vận hành thủy điện thời gian tới. Bộ Công Thương sẽ phối hợp chặt chẽ với địa phương để giám sát vận hành và điều tiết hồ chứa, phòng chống bão lụt một cách toàn diện. Những vấn đề phát sinh sẽ được xử lý phù hợp để đáp ứng được diễn biến khí hậu cực đoan. Phối hợp với văn phòng thường trực phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn, điều hành hồ chứa trong mùa lũ, mùa kiệt, đảm bảo an toàn cho hạ du, sản xuất nông nghiệp cũng như đảm bảo sinh hoạt cho người dân, đồng thời đảm bảo an ninh năng lượng, tiếp tục tuyên truyền phổ biến nghị định 114 về vận hành an toàn hồ đập thủy điện để chủ đầu tư, chính quyền địa phương hiểu được phải quản lý hồ đập như thế nào, hàng năm phải kiểm tra những gì để bảo đảm đập được an toàn bên cạnh đó bộ công thương sẽ tăng cường yêu cầu chủ đầu tư đầu tư các trang thiết bị giám sát để có dữ liệu cập nhật và chuyển số liệu về cơ quan quản lý để giám sát